Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Cẩm Thủy chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thanh Hóa chiếu phim lưu động hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019. Các xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, Hà Tân, huyện Hà Trung, Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân vừa tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Thọ Xuân khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Thọ Thắng mới đạt 4 tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân Thọ Thắng đã đồng sức đồng lòng, từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, bình quân thu nhập đầu người từ 9,5 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên gần 34,2 triệu đồng năm 2018. Đến cuối năm 2018, xã Thọ Thắng đã hoàn thành 19 tiêu chí trước một năm so với kế hoạch và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Thọ Xuân đã có 36 trên 36 xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới. Là một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Hà Trung, nhưng với nỗ lực quyết tâm cao, xã Hà Tân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Xã Hà Tân đã phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển đa dạng hóa ngành nghề như khai thác và chế biến vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, nghề mộc, dịch vụ thương mại. Hiện trên địa bàn xã có 12 doanh nghiệp và 155 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%. Trong 7 năm, xã đã huy động 85 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân tham gia đóng góp trên 60%. Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc vừa đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Những năm qua, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc đã huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như trồng ớt xuất khẩu, phát triển trang trại gia trại cho giá trị thu nhập cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,1 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm phát triển. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững. Hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, sáng ngày 21 tháng 4 tại chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên chợ truyền thông nói không với thực phẩm bẩn cho các cán bộ hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn thị trấn và các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. Tại buổi truyền thông, với các hình thức tiểu phẩm sân khấu hóa, văn nghệ, phát tờ rơi, trả lời câu hỏi, hiểu biết trúng thưởng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền nhiều kiến thức bổ ích về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao ý thức hành động cho các nữ tiểu thương, hội viên phụ nữ và nhân dân về cách nhận biết quy trình sản xuất thực phẩm sạch an toàn, trách nhiệm của hội viên phụ nữ tham gia sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm sạch an toàn, quyền của người tiêu dùng, 10 nguyên tắc vàng trong chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Buổi truyền thông đã thu hút đông đảo tiểu thương và cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trao đổi chia sẻ nhận thức hiểu biết của mình về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời truyền tải được nhiều thông điệp đến cơ sở sản xuất kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm tại chợ, qua đó khẳng định vai trò trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện Cẩm Thủy có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua và tiếp giáp với huyện Định là địa phương đầu tiên đã phát sinh dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, dù là địa phương chưa phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi, nhưng huyện Cẩm Thủy vẫn chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát phòng chống dịch. Cho đến nay, huyện Cẩm Thủy vẫn duy trì hoạt động của 3 chốt kiểm dịch động vật, tập trung kiểm soát hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn qua địa bàn. Trong thời gian cao điểm thì ngoài cái chốt dịch ở đây thì anh em còn thường xuyên đi kiểm tra lưu động xung quanh địa bàn và kiểm tra việc buôn bán thịt lợn của bà con nhân dân ở phường chợ Cẩm Vân và các lò giết mổ trong địa phương. Hiện nay thì chưa phát hiện ra trường hợp nào lợn không rõ nguồn gốc hoặc lợn dịch bệnh được buôn bán trên địa bàn. Huyện Cẩm Thủy hiện có tổng đàn lợn trên 41.000 con, trong đó có 30 trang trại quy mô lớn và gần 130 gia trại. Trung bình một trang trại có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, các gia trại đạt 200 triệu đồng một năm. Nếu xảy ra dịch bệnh sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Do vậy, huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm phòng đợt 1 năm 2019 cho đàn gia súc gia cầm, tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, khu giết mổ, chợ. Bản thân cũng đã đến từng các trại để tuyên truyền cho bà con về cái dịch bệnh, về cái mối nguy hiểm của cái đợt dịch tả châu Phi này. Và đồng thời, vì cái dịch tả châu Phi này chưa có vaccine tiêm phòng,
nhưng mà động viên các bà con chăn nuôi nhỏ lẻ thì là để lấy cái vaccine dịch tả cổ điển để bà con tiêm. Huyện cũng đã bỏ ngân sách trên 100 triệu để mua trên 600 lít hóa chất và vôi bột để bổ sung cho các xã thị trấn để tăng cường cái xử lý môi trường, đặc biệt là các khu trang trại chăn nuôi và các khu giết mổ, các chợ để đảm bảo vệ sinh an toàn tốt nhất. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, huyện Cẩm Thủy đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn để người dân nâng cao khả năng nhận biết và chủ động phòng chống dịch bệnh. Hiện nay giá lợn hơi tăng, các hộ xuất bán tái đàn lợn trở lại nên việc chủ động các biện pháp an toàn dịch bệnh cần được chính quyền các địa phương và các hộ đặc biệt quan tâm. Theo cảnh báo của Cục Kiểm Lâm, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi trên 40 độ C nên nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Cục Kiểm Lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Bố trí các điểm chốt, trạm canh gác, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, rà soát thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Để chủ động nhận thông tin cảnh báo cháy rừng, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo công dân có thể đăng ký địa chỉ email trên trang chủ của trang web http://cbcr.kiểmlam.org.vn để nhận các thông tin cảnh báo từ hệ thống hàng ngày khi có cảnh báo cấp nguy hiểm trở lên. Thưa quý vị và các bạn, Thọ Xuân, vùng đất quý hương của hai vương triều phong kiến Việt Nam là Tiên Lê và Hậu Lê, mang trong mình nhiều di sản văn hóa lịch sử quý giá, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ngày hôm nay, khu di tích có lịch sử gần 600 năm tuổi này đang là một trong những địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch xứ Thanh. Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh có tổng diện tích 141 ha, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân và xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lê Sơ vẫn còn được bảo tồn đến ngày hôm nay. Trải qua gần 6 thế kỷ với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, khu di tích Lam Kinh chỉ còn dấu tích nền móng. Với sự nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng, đến nay, khu di tích Lam Kinh đã được trùng tu tôn tạo, bao gồm các hạng mục chính, cầu bạch, nghinh môn, chính điện, các tòa thái miếu, sân rồng, giếng ngọc, v.v. Toàn bộ khu di tích đã được phục dựng gần như theo kiến trúc nguyên bản xưa với quy mô bề thế tương xứng với công lao tầm vóc của một vương triều hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Vẻ đẹp kiến trúc và giá trị lịch sử dày sâu đã giúp khu di tích Lam Kinh trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương thưởng lãm. Bao nhiêu năm tôi đã xa cái khu vực của Lam Kinh và bây giờ về thì thấy rằng là Lam Kinh nó cái diện mạo đã đổi thay rất nhiều và du khách cũng đến đâu rất đông, đó là một điều rất mừng. Thuyết minh cán bộ ở đây cũng được đào tạo bồi dưỡng cho nên trình độ khá tốt và chắc chắn nó sẽ hút khách du lịch. Hiện nay lượng khách đến với di tích Lam Kinh ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, di tích đã đón gần 100.000 lượt khách trong nước và quốc tế, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để phát huy tốt hơn nữa giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cần đầu tư các cơ sở hạ tầng phụ trợ, tăng cường quảng bá và kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh như Thanh Nha Hồ, Suối Cá Cẩm Lương, Bến En, Hồ Cửa Đạt, Vườn Quốc gia Xuân Liên, v.v. Chúng tôi trước tiên là chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, như là vệ sinh môi trường thì chúng tôi luôn luôn quan tâm để đảm bảo sạch sẽ. Thứ hai là đón tiếp, giới thiệu, phục vụ, hướng dẫn thì chú đáo, tận tình, xây dựng cái điểm đến thân thiện ở khu di tích Lam Kinh. Và những cái hoạt động tâm linh thì chúng tôi đi phục vụ để nhân dân thực hiện được những cái mong muốn về hoạt động tâm linh khi về với di tích Lam Kinh. Gần 6 thế kỷ trôi qua, Lam Kinh, biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng, chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa. Việc phát huy giá trị của khu di tích Lam Kinh không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Thanh Hóa, mà còn bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của các thế hệ người dân xứ Thanh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019, trong những ngày qua, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa đã tổ chức đợt chiếu phim lưu động phục vụ bà con các huyện miền núi và các xã bãi ngang ven biển. Vượt qua quãng đường dài gần 90 km, sau hơn 3 giờ đồng hồ, đội chiếu phim số 3 của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa có mặt tại bản giá xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa. Ngay sau đó, cán bộ của trung tâm khẩn trương chuẩn bị cho buổi chiếu phim phục vụ đồng bào vào buổi tối. 8 giờ tối, đông đảo bà con bản giá đã có mặt tại buổi chiếu phim lưu động. Ai cũng háo hức, phấn chấn đón xem những bộ phim được trình chiếu. Đây không phải là lần đầu tiên mà đoàn làm phim đã đến với bản để đưa các cái tư liệu về với bản trình chiếu. Tôi và người dân trong bản thì rất cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi đã được đoàn đến trình chiếu các cái tư liệu về lịch sử của đất nước Việt Nam. Để có được cái lượng khán giả đông xem thì bản thân đơn vị là phải làm công tác tuyên truyền rất tốt. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là bản thân cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị phải xác định rõ được cái vai trò trách nhiệm, yên tâm công tác, phục vụ trên mọi lĩnh vực. Mỗi đợt tuyên truyền thì được đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đánh giá cao và hưởng ứng rất nhiệt tình. Thưa quý vị và các bạn, những buổi chiếu phim lưu động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của đồng bào nhân dân. Và thực tế này khẳng định rằng nếu có phương pháp phù hợp, nội dung sinh động, hấp dẫn, các hoạt động tuyên truyền sẽ được người dân đón nhận và đạt được hiệu quả tích cực. Trong dịp kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa đã dày công sưu tầm, chọn lọc những bộ phim đặc sắc về Thanh Hóa để phục vụ đồng bào, giúp đồng bào hiểu hơn về bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của tỉnh, của đồng bào các dân tộc, những thành tựu của tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Thì Trung tâm Phát hành phim Chiếu bóng đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho 990 năm Thanh Hóa. Đợt phim được kéo dài từ tháng 10 2018 đến hết tháng 5 2019. Và đợt phim này thì đến nay thì đơn vị đã tổ chức được là gần 700 buổi chiếu tuyên truyền cho kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Hiện nay, tuy mạng lưới phát thanh truyền hình, Internet ngày càng mở rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó có các huyện miền núi. Tuy nhiên, chiếu bóng lưu động vẫn là món ăn tinh thần bổ ích được đồng bào các dân tộc đón nhận, là một kênh hiệu quả để tuyên truyền cũng như nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào ở các thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Mới đây tại thành phố Sầm Sơn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giao ban các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên toàn quốc năm 2019. Năm 2019, cả nước đặt mục tiêu tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho 400.000 lượt người, tổ chức đào tạo nghề, liên kết đào tạo cho 25.000 người, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 200.000 người. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tập trung tham mưu các tỉnh thành xây dựng và triển khai thực hiện đề án tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022, mở rộng quy mô và tăng cường sự kết nối giữa các trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên trong triển khai các hoạt động cung ứng và giới thiệu việc làm, công tác tư vấn và xuất khẩu lao động, phối hợp với các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động. Sáng ngày 21 tháng 4 tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với huyện đoàn huyện Tĩnh Gia phát động chiến dịch Hãy làm sạch biển với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và gần 700 đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn huyện tham gia. Trong ngày đầu ra quân làm sạch biển, các đoàn viên thanh niên đã dọn vệ sinh, thu gom hàng trăm bao tải rác, làm sạch bờ biển xã Hải Hòa. Thông qua chiến dịch Hãy làm sạch biển, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia đã góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển, môi trường sống, làm thay đổi nhận thức của người dân vùng biển về vai trò tầm quan trọng của biển, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển, đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân trong khu vực. Sau đây là một số sự kiện nổi bật trong nước và trong tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019.
Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4, Việt Nam tổ chức tuần lễ tiêm chủng với chủ đề Hiệu quả vaccine, chung tay cùng tiêm chủng, bảo vệ cộng đồng. Kỷ niệm các ngày lễ lớn sắp tới, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt chiếu phim miễn phí tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Ngày 23 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2019. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 tại huyện Lang Chánh và thành phố Sầm Sơn. Ngày 22 tháng 4, tại nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Ban thường vụ tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng hát về quê hương Thanh Hóa cấp tỉnh năm 2019. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, bài viết trên báo Đại Đoàn Kết cho biết để 8 tấn xoài mang thương hiệu Việt Nam vào được thị trường Mỹ là kết quả của gần 10 năm cố gắng, nỗ lực bền bỉ không mệt mỏi của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cả người nông dân. Do đó, cần biết trân trọng để có thể giữ được thị trường. Tác giả bài viết cho rằng, việc doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 8 tấn xoài vào thị trường Mỹ là tín hiệu vui, nhưng sẽ không phải là vĩnh viễn nếu như người nông dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước không nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo các tiêu chí khắt khe của thị trường khó tính này. Chinh phục thị trường Mỹ đã khó, nhưng giữ được thị trường lại càng khó hơn, do đó cần phải bằng mọi cách giữ uy tín thương hiệu. Sau gần một tháng công bố số thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học vẫn lúng túng trong xử lý những thí sinh này. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nêu nguyên nhân của sự lúng túng này. Bài viết dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận, việc xử lý thí sinh vi phạm được quy định ở Điều 49 trong Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông áp dụng cho năm 2018. Nhưng điều này không có mục nào quy định xử lý thí sinh gian lận điểm thi tại khâu chấm thi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các trường đại học và Bộ Giáo dục và Đào tạo lúng túng phải hỏi ý kiến qua lại trước mỗi trường hợp vi phạm. Rút kinh nghiệm sau những tiêu cực trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc chấm bài thi trắc nghiệm sẽ do các trường đại học chủ trì với phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được sửa đổi nâng cấp theo hướng tăng cường khâu bảo mật để phòng ngừa, phát hiện các gian lận. Tất cả dữ liệu liên quan đến bài thi của thí sinh từ ảnh quét bài thi cho đến kết quả cuối cùng đều được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa có độ tin cậy và bảo mật cao. Quá trình sửa lỗi kỹ thuật trên phiếu trả lời trắc nghiệm do phần mềm tự động phát hiện, người vận hành phần mềm chấm thi trắc nghiệm không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân với phần bài làm của thí sinh. Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi ngày cả nước có từ 3 đến 4 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, nhưng đó chỉ là những vụ bị phát hiện, xử lý, chứ chưa kể đến những vụ chưa bị phát hiện. Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận và các ngành chức năng mới dành sự tập trung cho vấn đề này. Thông tin đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam. Theo bài viết, việc chậm xử lý hay xử lý chưa nghiêm các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho người lớn, đòi hỏi hệ thống thực thi pháp luật phải làm việc hiệu quả hơn để có tính răn đe tốt hơn. Dù luật trẻ em ra đời năm 2016 thể hiện quyết tâm rất cao trong việc chăm sóc cho trẻ em, thế nhưng khâu thực thi pháp luật chưa nghiêm đã khiến cho việc phòng ngừa loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em chưa hiệu quả. Có quan điểm cho rằng, nạn nhân của xâm hại tình dục, nhất là nạn nhân trẻ em, cần quên đi, cần sống tiếp. Nhưng thực tế, nạn nhân khó có thể quên sự tổn thương này. Và sự im lặng bỏ qua hoặc che giấu tội ác xâm hại tình dục trẻ em chỉ khiến nạn nhân thêm tổn thương vì không được bảo vệ. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi luật cho phép học sinh dưới 18 tuổi được sử dụng xe gắn máy từ 50 phân khối trở xuống, nhiều phụ huynh đã chọn mua xe máy cúp 50 phân khối cho con em đi học. Tuy nhiên, việc điều khiển phương tiện xe gắn máy này của học sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc sử dụng xe máy dưới 50 phân khối thời gian gần đây đã trở thành mốt của nhiều học sinh khối trung học phổ thông. Qua tìm hiểu, nhiều phụ huynh cho rằng họ lựa chọn việc mua xe cúp cho con em đi học vì giá thành rẻ, phụ tùng dễ thay thế và tuổi thọ bền hơn xe máy điện.
Tuy nhiên, luật cho phép người điều khiển xe gắn máy có dung tích dưới 50 phân khối không cần giấy phép lái xe. Các em học sinh chưa hiểu luật giao thông và chưa được học để nắm được các biển báo hiệu. Trong khi đó, xe cúp 50 phân khối, bản chất là một chiếc xe gắn máy có hộp số, tốc độ tối đa lên đến 80 km/h. Vì vậy, việc học sinh chưa được cấp giấy phép lái xe lại điều khiển loại xe gắn máy này tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Về cái đối tượng học sinh mà sử dụng cái cúp 50 thì nên chăng là ở nhà nước chúng ta cũng phải là tổ chức cho các em phải học thi lấy bằng. Khi có bằng lái thì mới được đi cái xe này, nếu không thì đi ra đường là rất nguy hiểm. Có khoảng gần 40% là đi xe cúp 50. Cái này thì theo luật thì học sinh được phép đi. Tuy nhiên thì cái kiến thức của học sinh khi tham gia giao thông thì chưa được nhiều. Thứ hai nữa là cái kỹ thuật hướng dẫn lái xe và cái sử dụng xe thì học sinh không được trang bị. Nên khi mà tham gia thì tiềm ẩn rất nhiều cái nguy hiểm cho học sinh. Việc học sinh đi xe máy dưới 50 phân khối đến trường nhưng quy định không yêu cầu người điều khiển loại xe này có giấy phép lái xe đang khiến việc đảm bảo an toàn giao thông học đường khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều học sinh điều khiển xe cúp 50 phân khối vi phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 2-3, lai đèo nhiều người diễn ra khá phổ biến. Một số gia đình vẫn cho các em học sinh đi cái xe máy với phân khối lớn và đặc biệt là cái xe dưới 50 phân khối và tốc độ rất cao. Cái này thì cũng không cần cái giấy phép lái xe cho nên là gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đặc biệt đấy là cũng đề nghị với các bậc phụ huynh là hạn chế và cho các em đi các phương tiện xe máy, xe mô tô, xe gắn máy đến trường. Rõ ràng việc cho phép học sinh điều khiển xe cúp 50 phân khối không cần bằng lái đang là một thực tế rất đáng lo ngại. Có lẽ đã đến lúc ngành chức năng cần có những quy định bổ sung phù hợp. Bên cạnh đó, các gia đình cần cân nhắc việc có nên cho con em mình sử dụng xe cúp 50 phân khối hay không nếu chưa được đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.